Lần đầu tiên đến Việt Nam, các anh Tây há hốc mồm khi thấy cảnh máy xúc leo lên xe Ben. Mặc dù các anh Tây không còn xa lạ gì với máy xúc, thậm chí ở nước các anh còn có thể sản xuất được máy xúc là đằng khác. Tuy nhiên, ở đó mới chỉ sử dụng 90% công suất, nhưng ở đất nước Việt Nam lại có thể dùng đến 101% công suất của máy xúc. Theo đó, vì lần đầu tiên đến mảnh đất hình chữ S để du lịch, các anh Tây đã ngớ người ra khi chứng kiến cảnh máy xúc dùng công lực nội tại của mình để leo lên xe Ben di chuyển. Chỉ với chiếc cần có sẵn, người tài xế đã hoàn thành nhiệm vụ một cách game easy. Tưởng chừng như đó là điều hết sức bình thường, ấy vậy nhưng các anh Tây lại vô cùng bất ngờ. Làm sao vậy? Ai cũng lấy điện thoại ra quay lại skill đỉnh cao này, miệng thì lúc nào cũng há hốc mồm ra đại loại kiểu "Oh my god!" Wow. Cộng đồng mạng khi xem được biểu cảm của các anh Tây đều không khỏi bật cười vì những chuyện này là thường thôi. Đó là do các anh chưa đến Bình Dương vô tận, chưa đến đây thì còn nhiều thước phim để quay, nhiều cảnh phải há hốc mồm lắm, chứ như này đã là nhầm nhò gì. Chào mừng đến Bình Nguyên vô tận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.